Thầy hiểu không? Cứ bình tâm ngủ, khi nào kêu dập là bắt đầu dập. Cái gì vậy? Mở thao láo rồi. Ừ. Mà hôm qua là vậy nè. Ừ. Bắt lòi ra ngoài luôn. Sợ ma nha. Đúng là gieo nhân đạo gặp quả. Quan tính cả một đời. Cuối cùng ngủ trong góc. Vô hẻm ngủ với hai tiếng. Mà đòi lấy cái phòng master đàng hoàng chứ anh. Anh ngủ ở đây với Hiếu nhớ không? Vô phòng vô là ngủ đây với Hiếu rồi. Ừ, phòng bự nhất luôn. Sáng ra mày đặt nói là để anh em lo cho anh em kết ngủ với Tân đi mới. Ừ. Ý mà lấy cái phòng master để chi biết không? Chi mặc cái quần mà nhảm nhè đó. Đúng. Xong rồi đâu nhè sau đó hả quần von cháo lòng. Ừ. Xong rồi hả sẽ vui đùa với Hiếu chạy qua chạy lại trong xung quanh mà trước cái quần có ba cái nút mình thấy không? Ừ, thiết kế ngộ ghê. Mẹ già bị đau hả? Dạ. Sao? Thấy ngon lắm. Sao ngon? Không có một cái tiếng động nào hết. Tại tao cũng còn ai nữa. Đúng rồi, lúc mà em ngủ xong rồi tự nhiên cái lạnh quá. Cái em mới dậy, cái em mới nhìn qua nó. Ủa? Cái người mà đầu óc tay gối với mình đâu muốn tiêu. Sao buông bỏ mình sao? Đúng rồi, em thấy còn một mình em thôi. Là em nghĩ lúc đó em nghĩ trong đầu chết rồi, em đã có lỗi với anh Giang rồi. Lúc đó là đã biết rồi. Biết rồi. Đó. Đó là mình biết là sao thế nào sáng mình cũng đã bị trì chiết rồi. Anh là anh ấy lắm á, anh rút khỏi chương trình. Ủa? Dạ anh mời chút. Mà tất cả lúc nào là Hiếu cũng bị miếng chống nháy các kiểu ha, giờ nó có buông bỏ anh. Tại vì Hiếu đúng rồi. Lúc đầu á là mùa 1 là em thấy em cần cái xong cái qua mùa 2 cái em nhả ra từ cái em cứ nghĩ là ủa sao không thấy anh em nói gì mình cái vụ đó nữa, cái là chắc là mình hết bệnh rồi, ta nản thôi. Mình nghĩ là mình hết rồi, ai về là vẫn còn thôi, về nên tập sau mình phải chuẩn bị thêm. Không là cái miếng dây trong ngáy đó không chống được cái ngáy mà hôm qua đâu. Vậy hả? Hôm qua em bị nghẹt cái cần cổ mà. Em nghe anh Giang miêu tả với mình là em sắp chết vậy. Không, anh nghĩ là em nên đi cắt cái cổ đi. Vậy là tại cái trái này nó bự quá hả nó nè. Ơi sao nay nó nhọn dữ vậy anh? Đâu được rồi. Cái cổ này nó nhọn quá vậy. Sao nó nhọn quá vậy? Vậy là hôm qua nó đau. Sao nó nhọn dữ vậy? Ê, nó nhọn như vậy. Đó giờ mà. Không có đâu. Nhọn, nó nhọn mà bị méo nữa. Thôi sắp rồi. Em để qua lại. Trời em ơi. Nè bây giờ cái trái cổ này nè, chỉ nè cắt cái bần nằm đi. Cắt giống cái sống mũi cho anh Lâm. Sống mũi anh cũ quá rồi. Nhưng mà Huy có biết cuối cùng mẹ già cũng không? À, em thì em nghe lại thôi, cuối cùng là anh xuống dưới đó. Nhưng mà là anh đi đâu cũng vậy thôi. Tất cả những người xung quanh của anh đều là những ngáy thủ. Rồi cảm nhận là hồi đầu em bản thân em thì cũng nghe vì danh của Hiếu rồi, nghe thấy cái kể họ hay sang nhà em thì có kể anh nữa hả? À, có kể anh hả? Có khai hả? Nó khai hẳn ở trên phỏng vấn em ạ, không cần phải khai không anh. Nó ngủ với em ngày nào đâu mà nó biết em ngay. Sao hai người đôi vậy? Thì
sau hơn một ngày trung đội thì là Tân quyết định là sẽ hất cẳng. Ủa? Để tìm hiểu hiểu. Em nói giống như em là nó là một cặp vậy. Mà đi đâu nắm bảo em là một cặp hay không? Trời ơi, không, thật sự là hôm nay mọi người là không hề chuẩn bị trước luôn. Không hề chuẩn bị trước. Mà cái có hai cái trường hợp. Một cái trường hợp thứ nhất là có cái bộ đồ này trong cái vali là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là đem ra đây cũng đúng một cái lúc này luôn. Đúng một lúc luôn. Quá là trùng hợp luôn. Nên là hôm nay là chắc phải là chú ý. Là không dự tính gì hết. Không dự tính, không dự tính luôn. Ê, hay là cái áo này, hai cái áo này là của Lê Gíp nó mua tặng mỗi đứa đó. Cô tuyết. Chuyện trình là nhiều cô tuyết quá. Chị ạ, nếu mà Lê Gíp đã đi khắp nơi đồ như vậy thì nhìn này chứ ông Tinh Mê Hoài Gíp có lời gì cần không ạ? Và những lời đồ mà Lê Gíp nói như là một cặp á. Ủa, tuần ngày thì tôi có tội. Xin nhận tội. Không, đồ một cặp thì chắc chắn là không rồi. Mình đàng hoàng lắm. Thôi cửa hả? Thôi lỡ cửa. Người gần nhất với lời đồ của các anh em ở đây là ai vậy? Làm rồi. Làm có thể là một cặp thôi. Thấy chưa? Anh Giang ơi. Thấy chưa anh Giang? Anh bày đặt rồi hả? Anh đòi lấy phòng master ngủ riêng với Hiếu. Anh Lâm là anh chịu đựng được em nha. Thì đó, anh Lâm anh chịu đựng được. Mà cậu Việt Lâm tối hôm qua giống như là thách cậu bé Hồng vậy đó. Không dám tranh giành. Không nhi mà. Đúng rồi, không tranh giành. Em thấy cái mồi nó mấy mặt mấy. Thì em đứng một góc. Tất cả để trở về với nhau. Hôm qua giấc ngủ của chị mình như thế nào ạ? Ổn định lắm em. Hôm qua tụi tôi tuy là ngủ dưới đất, dưới sàn, nhưng mà tụi tôi ngủ rất ngon. Còn những người ngủ trong phòng lại ngủ không ngon. Tinh thần báo là ai ngủ ngon vậy? Mẹ già. Mẹ già như chú chín cây đó. Mẹ già ngủ chung với thằng Hiếu. Chưa mua được cũng biết không? Nè tôi dạy nè. Tính xuống với salon nào nhưng mà salon tôi chiếm rồi. Xong rồi thấy tôi với anh Kiều Tính cũng thợ cưa mà làm quá. Mẹ già ngủ đâu được, mẹ già đi ra ngoài hiên. Nhà biệt thự phải ra ngoài hiên nằm. Xong nóng quá, mẹ già chịu nổi nóng quá. Mẹ già đi vòng vòng, mẹ già vô trong phòng của mấy bạn kỹ thuật. Rồi anh ngủ đây được cô. Mấy bạn kỹ thuật kêu, anh ngủ đi anh. Mẹ già chưa nằm xuống, hai kỹ thuật có làm cùng bà nội ở đây nữa. Trời ơi. Rồi ơi, hai kỹ thuật đâu phải thợ, hai kỹ thuật là thầy, thầy dạy cứu gỗ. Mày dạy chịu đâu nổi đâu. Sáng bây giờ phờ phạt lắm. Bây giờ là ba mùa rồi. Nhưng ngày hôm nay là ngày gọi là khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Mà sáng hả, mẹ già còn bị Kiều Tuấn khứa một nhát dao vào lòng nữa. Đó là nghiệp. Nghiệp anh phải trả. Toan tính không? Cuộc đời toan tính đồ dữ lắm. Tôi sẽ ở đây thì cuối cùng đâu có ở được. Hôm qua vợ có nhắn tin hỏi thăm gì không anh vợ? Ồ, tôi nói chuyện với vợ tôi nó một giờ. Vợ hỏi sao ạ? Vợ cười không à?
Tại vì kiểu mà giờ anh thấy là những khó khăn trong cuộc đời này, trong những lần đi chơi của anh, nó giống là một bài học để cho anh lớn hơn đó cơ. Cái giống vợ cái chuyện mà mình đã nhẹ không giấu, trời, anh tâm sự liền chứ, anh vừa vô anh vừa xong là anh báo liền vợ anh vui nè, vợ gì cho anh cười mái chiếc không? Không biết thân hôn mà trên 15 năm. Wow. Theo anh thì trong tiếng của bạn thì anh biết là không có gì, thì bạn sẽ tin người nào có xu hướng gì là chính hãng không? Dạ, sẽ tin anh. Giờ thất bại liên tục cho anh luôn tin tưởng anh. Rồi mấy đứa ơi, mấy chặt vui. Dạ. Qua phỏng vấn anh đi cho Bảo Lâm anh mới đứng. Xong rồi đi. Chứ vậy chắc phải nổ với vàng cát anh. Anh thấy vàng cát là quẩy phá không vậy? Cát mà làm như cô hồn nguyện vậy là cát rồi nha. Đủ khỉ Cần Giờ con đó, vô xé yên rồi đó. Tự nhiên là bên này hai ngồi lên rồi, hai ngồi lên có liên quá lắm. Lòng bảo chúa. Em thì sợ cách mệnh như vậy. Vô mấy cái nhìn, cách quay của một người ngoài cuộc đã từng đấu với cả Dương Lâm nữa. Chúng Vinh thì anh sẽ không bằng là anh thấy ai khủng hơn anh, ai mạnh hơn à? Nếu mà nói về một mạnh đó là Vinh mạnh hơn nha. Nhưng mà nói về mà chịu chơi á là Vinh chịu chơi mặt lắm. Tại vì kiểu mà đi chơi rồi á là Vinh cũng còn có nhược điểm. Còn mà chơi mà mấy đêm mà gọi là này kia thì thấy Lâm chưa có nhược điểm luôn. Mà bất ngờ là Lâm nói là Lâm sợ Vinh là tôi bất ngờ đó. Mình có bị đè một lần rồi. Đè cái như là con heo mà bị con trăn quấn á, cứng từ luôn. Tôi còn sợ tới giờ luôn. Trời ơi, xuyến cái. Trời ơi, tự tin nổi xô dạ dạ. Anh dạy đúng không? Tôi dạy nó chút lắm. Chắc là anh Vinh chơi là muốn chơi kiểu có một điểm nó muốn có một chút gì để giữ lại mà Vinh chơi cả với mạng luôn á, đáng sợ. Đúng rồi. Trời ơi, đừng cảm giác là Lâm nó chơi với mình là bữa đó là buổi cuối rồi, cho nên nó chơi đại. Có gì chơi hết. Nước rửa chân nhà hát rồi đừng dám uống rồi. Đừng qua đi mình sao? Ngon, Lâm lên ok rồi. Trung á, trung nó như con mèo ấy. Đang ngủ cái đẹp quá được làm gì. Ồ, ngủ cái đẹp, sức lâu xanh. Hay là mẹ đẹp quá vậy. Dẹp chứ. Đi cho thiếu nè. Cái gì vậy ta? Cái gì á là khỏe mạnh vậy. Sức lâu xanh hơn. Giữa anh Trung với Quyết thì ai là người xuất viện nhất rồi? Trung nó kỹ lắm. Trung bữa nãy nói hết rồi, em 30 tuổi rồi, anh Lâm. Ủa trời, tụi đối với anh em chỉ là một cô bé nhỏ thôi Trung à. Quên em 30 tuổi luôn rồi đó. Chỉ suy trong đầu còn không hết. Đúng rồi, ngu xuẩn rồi. Cái đợt này là anh sướng, anh đi vô đây quay anh sướng. Sướng nhất là anh có những người em như là cô Vinh Quy. Rất là nhiệt tình. Chơi chút mà, chơi chút mà. Em thành làm biến số chơi, không giờ làm chơi vua nhá. Thắng làm vua, thua đặt đầu mạng là nguy. Thấy mà trì tiến đấu là em đang lâm sẽ chiến rồi. Đúng rồi, như cái chuông giác ngộ. Cứ thấy tiến đấu nào mà gì gì là đẩy Lâm ra. Một qua tim mình chọn Huy làm đội trưởng, tim mình thua. Không, Huy tính rất hay đó nha em. Nhưng mà tại vì tôi tin người thôi. Thật ra là Huy tính rất hay. Huy thì ok. Chỉ là do anh Luật, ảnh tin người và ảnh trượng nghĩa quá. Anh kêu là cho dù thua, anh vẫn muốn chọn đội anh Trường Giang. Hiểu không? Nhưng mà anh không ngờ anh bên đội anh Trường Giang đâu cái bẻ sườn ảnh. Nhất tới giờ. Nhất tới giờ còn. Vậy là tính ra là mẹ chưa hiểu anh mẹ già bằng tụi con rồi. Bạn thân nhưng mà không hiểu đâu. Thôi mẹ trả giá rồi, mẹ đẩy xe bò lúc lắc nhiều. Mẹ ở biệt thự mà cuối đời mẹ nằm ngủ trong hẻm. Đúng là ông bà ta nói câu quá sai. Câu gì? Quả báo nhãn tiền. Kế bên trai đẹp nữa. Bà từ bút nha, từ bút nha, từ bút trai đẹp nha. Ừ, bút trai đẹp. Tự dành xong rồi cái nó ngái được cái hả, để lo cho anh em. Sợ anh em. Sợ anh em. Chữ nhỏ quá, chữ nhỏ bị sáng nay nó bị buồn. Sợ anh em. Em có sợ không? Sao để qua cho em? Đúng. Hoặc là không sợ để xuống cho anh ăn được vậy, anh cũng hiếu hoài biết. Trời ơi, do mình chọn. Tại vì hôm nay thấy cái view đẹp quá. Đó. Tất cả muốn với lại người thương. Đó. Trời ơi, tất cả sự tình em ơi. Ai ngờ người thương là mình trọng thương luôn.
trong lòng mẹ là nghĩ là tối qua là nghe tiếng sóng biển êm rồi nằm kế ôm Hiếu ấm ấm ha rồi, nhưng không phải tiếng sóng biển mà lấy còn mắt nữa. Cuối cùng nằm ngủ với hai ông kỹ thuật đã dừng bị hành hạ nữa, cao to đen thôi nữa là cũng vậy, cũng bị hai ông kỹ thuật hành hạ. Hiếu mới giúp mày ngủ một mình là đúng đó, ngủ ngáy quá đâu ai ngủ chung được rồi. Anh không ai tuy là kiểu gì hòa với Quý ai ngủ chung cũng được, Quý rất là dễ thương. Để máy lạnh 20 độ Quy hả giật mà Quy tung mền ra, Quy kêu nóng quá Quy chịu không nổi. Xong lại lúc Quy ngủ tôi để máy lạnh 27 độ, tại vì tôi với Kiều Tuấn cũng quá tuổi rồi cho nên là biết giữ gìn sức khỏe. 27 độ nửa đêm không còn cái mền nào đắp hơn vậy, quay qua Quy đắp hết. Không phải em đâu, đó là nhìn cách khác của em đó. Quy lạnh Quy đắp hết, xong rồi Quy bỏ Quy chạy luôn. Quy kêu ngủ dưới đây hơi đất lên cứng người quá. Đồ hai cái bả chai nó cứng má ơi. Anh già đã biến mất, cùng Jenny chết pha nào. Hiếu. Các bạn thấy đó đều như vắt chanh. Hello. À. Chính là anh ta. Thank you.
dối không có mời. Nó phóng bự ra. Tôi thấy rồi, tiếng ngáy hả? Đúng, đúng. Hèn gì ở dưới này biết tôi ngủ được. Nó say từ lúc mà mình 11 giờ mấy tới giờ, nó say tới giờ
mỗi ngày nó xảy càng mạnh cũng được. Đẹp trai mà ngây dữ lắm. Con gái quá nào mình sẽ luôn phụ chung trong lòng nha. Ở trên nó ngây 1 thì ở dưới thì ngây 8, mọi điều đi đâu hết. Ok, 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 thôi ngủ đi. Chàng ngủ đây, ngủ đi, mày quay nghe. Tôi đang ngồi trước camera của tất cả các phòng. Tôi mở loa tôi lên, tôi bị sang chân tâm lý. Tôi bị thuộc tâm lý, không biết mai làm việc nào đâu. Ok. Điều bị cạn lời luôn rồi. Tay ra xong rồi, tay ra xong rồi. Điều bị tưởng tôi là camera luôn rồi. Chắc Điều bị buồn ngủ lắm rồi. Tôi sẽ tá túc đêm nay tại phòng của mấy anh em quay phim trực đêm nay. Mai tôi sẽ tá tỏi với mấy anh em sao. Tôi cố gắng tôi ngủ được 1-2 tiếng vậy cũng được để có sức mai làm việc. Vậy đi. Cứ nghĩ hôm qua nhắm mắt lại là xong hết rồi, nhưng hôm nay lại thêm một ngày mới. Thông nha Thông, hôm qua em đụng em chơi cái cutis đó với anh nha Thông. Hả? Dạ. Biết không? Anh Giang ngủ đi, anh Giang cứu đi anh Giang. Cuối cùng mày ngáy thờ rồi. Ủa? Ủa mày đừng ngủ á, đừng ngủ ở đây. Mày không lẽ thằng tối tới ngồi vậy tới quay á thiệt luôn. Hoàng đã để Diên Nì bật mí bí mật của mẹ ra. Thấy hiểu không? Cứ bình tâm ngủ, khi nào kêu dập là bắt đầu dập. Cái gì vậy? Đừng, đừng, đừng.
mọi nẻo đường. Thầy hiểu không? Cứ bình tâm ngủ, khi nào kêu dập là bắt đầu dập. Cái gì vậy? Con xin phép đặt ở giữa em Jenny của con nha. Ghê ghê ghê. Hôm nay đấu thua đi mẹ, nó được ngủ ngon nè. Nó xui từ cái trận Phú Yên rồi. Đó là do qua tay của ba đổi giận là đó. Hả? Ngoài như sân khấu á. Ờ, tiểu phẩm hoài hả? Ừ, vậy đó. Ừ. Em ngủ với Hiếu thứ hai hả? Em muốn chọn kép nào? Kép già. Em chọn anh hay là Hiếu thứ hai? Quỳ à. Đi thôi. Chết, ngủ khu này ồn lắm đó. Ngủ khu này ồn lắm đó. Chấp nhận hả? Chạy cái miếng lót ra đã. Đó. Làm đi mấy đứa. Năng động lên. Hai cái chập vô được không? Rồi hai cái chập vô luôn. Để anh ấy này cho. Dạ cứ đứng đó. Đúng rồi. Dạ cứ đứng đó cho con. Đúng rồi, hai nô tì này làm đi. Thua là tại hai người đó. Đó, đó hay quá. Vậy thì anh sẽ cho bé Danny của anh ngủ ở đây. Phụ kế anh chú ơi, bung bụng xuống em ơi. Bụng chứ ủa chết mình xin người luôn em đó. Trời ơi quá đã, té mùng vô em. Khu nhà em ngủ mệt hôm giờ ngủ mùng giờ chiếu. À, hồi nhỏ em có ngủ thôi chứ lớn lên em đâu ngủ đâu. Ở đây có bạn nè. Được cái quạt không chạy luôn. Ở tấm điện đâu chạy. Ngủ đi. Ok. Trời ơi mày. Rồi thôi ngủ rồi. Ôi trời ơi. Phê quá. Ngoài kia đang tập tuồng. Ừ. Bắp ơi. Hey. Đã ha. Bắp ơi bắp. Ờ. Trời ơi. Bắp ơi. Em nghe. Ai vậy? Ai gọi em? Anh nè. Ủa sao vậy? Nói cái hội chợ ngoài kia tắt đèn đi ngủ được không? Để em gọi nha, em gọi xuống. Sạc 300 hả? Ờ, bác hội chợ nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Đây nè, biết là... Thôi mà. Thôi mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị sao? Anh nhà làm gì? Trò.
anh ra làm gì em? Sao em? Em nói đi, tụi anh làm chủ cho em. Đúng không? Anh không làm gì hết em mới chém. Rồi thôi. Dạ. Cũng qua đi ngủ không? Ngủ đây không? Còn cái hầm như này nè. Đúng rồi, chui xuống hầm. Rồi. Dù gì đó cũng là số phận đẩy đưa rồi. Thôi. Em chúc cả nhà thu cuộc mình ngủ ngon nha. Em. Dạ. Đã bao lâu rồi em không đi bar? Tối nay em sẽ đi bar. Ảnh ngái như tiếng nhạc thập sinh thập sinh. Ảnh ngái như tiếng nhạc thập sinh thập sinh. Hú chí la bùm mơ là bùm mơ là bùm. Ngái dữ nha, ngái ba đời nha. Ba đời vậy luôn. Một ngái sao mà vậy, trời anh khó ngủ quá. Có gì nữa, ồn quá đóng cửa lại thôi. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Ngủ ngon nha Jenny. Mình lúc mà mình chạy xe từ đây ngoài kia vô á, mình thấy có mấy cái kênh gì nè, sao hai bên là cây 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 không? Đúng rồi. Hồi xưa ông ngoại em á là tối ban đêm đi canh vườn cho người ta đó, mà cứ hễ đi mà ngang con đường là vườn cây vườn trồng cây me vườn trồng cây khác, nhưng mà riêng cái chỗ đó chỉ có một cây me to lắm thì mỗi lần bơi ngang cái chỗ đó ban đêm đi canh vườn nó sợ ăn trộm á là luôn bị chọi me xuống, mà cứ tối nào cũng bị chọi xuống như vậy mà không bao giờ bắt được ăn trộm. Thì ông ngoại em mới coi, người ta nói rằng là nó thật ra nó không phải là ăn trộm đâu, mà là ma cây nó chọi á, mà là ma cây nó chọi á. Mới bắt đầu mới quyết định là đi coi thôi, chặt cái me nó đi để cho cái cây me đó không cho ăn trộm cho nó để hái nữa. Thì chặt cái cây me thì trong cây me chảy máu, nguyên cây me máu không, là máu me. Sợ quá, cây me có máu là máu me. Ủa anh Sáu, chồng rồng anh đâu rồi? Anh ngủ rồi tôi mới lén ra đi. Anh ngái chưa? Anh ngái rồi. Tôi có bỏ cái gì thuốc mê. Đây, bây giờ mình tém cái mùng ra để ta làm cho nó dễ không? Thì hồi nãy mà cực đó. Vậy. Tém cái mùng lên. Không, tí nữa mình vô ấy lại kiểu kia. Tém mùng lại. Ok rồi. Rồi nha. Ok. Rồi xem mình đi đâu ha. Bây giờ chúng tôi đi từ Cà Mau. Đúng. Đi chú đi đâu? Tôi đi lên thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Còn chú? Tôi về Ba Rịa. Ba Rịa bay ngay. Ông anh vô tính. Ông anh văn miếng với tôi cười đẻ luôn á. Ủa? Chết rồi, chồng vậy rồi, chồng vậy rồi. Sao chồng vậy rồi? Chồng đi kiếm mà đi vô đi. Chồng thì la đó. Nè, cái dây rúng con chị. Ê, nó chưa tối khỏi văn mùng được không? Nó nóng rồi. Ngày không sao đâu. Rồi, nó thiêu anh chết luôn á. Chị đâu chết rồi, tính tiếp. Ở đây trời trời thoáng mà. Mình vô mình đâu. Cướp mấy quạt. Em có quạt nè. Đây. Mọi người vô quạt ngủ đi. Vô. Đây, có quạt đây. Để cho anh em về ngủ đi. Không. Đây, qua kia ngủ đi. Nói nóng. Là đưa cái này lên. Ok. Mời ngủ đi. Chị nào nó bị ấy rồi, ấy xuống. Nó bị ấy rồi, ấy xuống. Thôi, cứ ấy đi rồi, chừng nào bị ấy rồi ấy. Ok. Trời ơi, ngủ mà cảnh vật hữu tình quá nè, lấp lánh thấy không? Đây là chuyến xe giường nằm vậy chị. Chuyến xe giường nằm. Đúng rồi, dạng giường nằm sao tài xế cũng nằm vậy? Tài xế phải ngồi chứ. Chỉ có khách hàng mới nằm thôi. Ngồi sao ngủ ha? Một ngồi ha. Một ngồi đúng rồi à. Đâu? Thôi ấy gì vậy? Anh dễ ngủ á, nằm cái ngủ liền rồi kìa. Vậy là ngồi sao đó? Trời ơi, chính là yêu bên tôi. Ngủ đi, mai đi học kìa mấy đứa. Ngủ đi. Ồ, goodbye. Chúc mọi người ngủ ngon. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Leo.
màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em ta cùng dòng chơi, nói chuyện đi muôn nơi khắp trời không người. Từ vùng núi đất đá đến biển khơi bao la, giơ đôi tay ta bay đến miền xa vời. Và vào sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi. Cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, cả tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em. Xin chào buổi sáng, đêm qua các bạn ngủ có ngon không? Không có gì mà gọi là cản trở được em với lại anh Huy chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù tụi em đóng đô ngay kế một cái hội chợ nên là cũng rất là tò mò về những cái giấc ngủ của đội thua ạ. Thì ngủ du thuyền nó không phải sướng chứ. Sướng như bị đầy. Tối nhức mình nhức mẩy. Dường như có một cái thế lực đen tối nào dưới nước đã thò bàn tay lên và sờ khắp châu thân em. Sờ khắp châu thân em. Anh được cái thân trâu với châu thân. Mà trộm vía sao là nghe nói Cà Mau là nhiều muỗi lắm mà lần này hôm tối hôm qua ngủ là không có mùng luôn nha, nhưng mà không có con muỗi nào cắn hết trơn. Thật ra chúng ta đang quay ở Cần Giờ. Dạ bối cảnh thôi. Cảnh Giang chưa hả? À, rồi thôi. Rồi thôi. Mà tối qua như là chạy cưa là có giờ vô đây đúng không ta? Lâu lâu em nghe tiếng cưa gỗ á. Quá làm quá. Nếu mà ngủ ở ngoài thì em cũng có từng ngủ nhiên phát đây, cũng có tham gia phim thì ngủ ngoài thôi, nhưng mà cái cảm giác mà tham gia chương trình thực tế mà ngủ như vậy thì lần đầu tiên. Em xạo. Em xạo, em tham gia phim lần nào em ra ngoài, em bỏ nhà em đi. Sao? Là ý là hồi xưa là em mất bệnh với gia đình, cứ kể chuyện này hoài, ba má buồn mà cứ kể hoài. Em phải kể đi chứ. Em bỏ nhà em đi, em cầm cái xe đạp điện của em bỏ nhà em đi. Lúc đó là em nghe hoài cái bài của anh Ngô Quyền. Xe đạp bơi, xe đạp bơi. Xe đạp bơi, cháu bà yêu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn ngủ khách sạn thôi, chứ không có thể nào mà ngủ ở ngoài. Trời ơi, vậy được. Do em bồng bột thôi, cái tuổi đó tuổi nổi loạn mà. Lúc đó em mấy tuổi? Lúc đó là em học lớp 9. Lớp 9 mà em bỏ nhà đi. Lúc đó là đang nhận bằng khen rồi. Bằng khen hả? Bằng khen bé ngoan. Học sinh bé ngoan. Học sinh tiên tiến. Học sinh tiên tiến. Đúng rồi. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Ủa anh già rồi ta? Gãy. Gãy vụn vỡ. Anh già đắp mờ lên luôn. Bên trong, gãy bên trong rồi. Đứng vậy thôi chứ đâu biết nó đứng làm gì đâu. Thôi ngủ xíu đi, ngồi xuống đi ngủ xíu. Đi, ngồi xuống ngủ xíu. Tiên chưa ra nữa hả? Tiên hả? Không biết tự nhiên thấy. Kể chân mày chưa? Sao vậy? Cái gì vậy? Tôi chia cục mụn luôn á. Ủa?
Hôm qua anh thấy em ở đồi quay cảnh tẩy trang đồ các kiểu mà em kêu không sợ. Bác bọc em không sợ. Hôm nay tự nhiên thấy camera vừa tới mà cái có hả? Thế vậy Tiên. Sáng hôm nay chúng ta sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cùng với các chiến sĩ tại đảo lớn. Wow. Hay quá. Đứng đây chị.